Mình chào các bạn đang xem kênh của mình ha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình giới thiệu với các bạn là cái dòng phân ha. Cái phân này là phân nè, nó để là DAP nè. Thì DAP này thì nói chung là dân làm vườn của mình thì ai cũng biết. Thì hôm qua mình có mua cái loại này là nó của hàng Philippines nè, 50 kg nè. Là mình mua cái giá là 700 ngàn. Cái thằng này thì nó không phải là 1846 mà nó là 1946. Thì cái hàm lượng đạm của nó là 19 và cái hàng lân của nó là 46 à. Thì cái thằng phân DAP này để mình làm gì? Để mình kết hợp với thằng kali đỏ ha, để mình để tạo mầm. Thì bữa nay mình sẽ mua kali đỏ, mình quay lên cho các bạn coi một clip nữa, rồi mình sẽ kết hợp hai cái này để mà tạo mầm cho cái vườn của mình. Hôm bữa giờ mình quay đó, thì cái vườn mình đổ cái hàng bắc lo là được 20 ngày rồi. Thì bây giờ mình vô cái thằng lân với thằng kali để mà tạo mầm cho cây ha, cho thằng xoài của mình đó. Để mình quay cái mặt kia cho các bạn nào mà chưa biết thì coi ha, với mấy bạn nào mà mới biết làm á. Đây đây nè các bạn, nó để nè. Diamond Fort ha. 1946. Nè, đạm của nó nè, 19%, lân B25 nè là 46. Rồi nó có thêm được Karimi ha. Nè, 12 BBM thì này nó cũng không có quan trọng lắm. Nè, nói chung là đây, này thì để là nè, bón rễ ha. Thì bón rễ thì mình dùng để bón ở dưới rễ ha, chứ đừng dùng trên ha. Đừng dùng phun ha. Rồi, đây là cái hướng dẫn sử dụng của nó. Rồi, mình dùng cái phân này để mình kết hợp với thằng kali đỏ để mình tạo mầm cho cái xài đó. Thì bữa nay mình mua kali nữa, rồi mình quay cho các bạn coi để xài cái loại kali nào ha. Thì các bạn cứ ra tiệm á, là cứ mua cái loại nào mà ví dụ như 1846 cũng được, hoặc là 1946 giống như mình cũng được. Bao này mình mua là 700 ngàn nè. Nó có cái bao của thằng Hàn Quốc nữa, là Korea đó. Thì cái bao đó nó mắc hơn, là 800 ngàn. Nhưng mình xài cái loại này ha, xài cái loại 700. Rồi, hôm nay mình chia sẻ với các bạn nhiều ha. Chào tạm biệt các bạn.